chào mọi người. Mình là Lưu Mỹ Vy, lớp 6A7, trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Gia đình mình gồm 4 thành viên là mẹ, ba, chị và mình. Gia đình mình thì đang sống cũng rất là tốt và yên ổn, nhưng mà bỗng có một ngày thì mẹ mình dán xuống cái lệnh cho chị với mình là việc mà cấm mình mua sách. Và đồng thời cái đó là ngăn sở thích của mình là đọc sách. Ví dụ như là cái việc mà mình đang theo đọc một cái series là Pháp Y Tận Minh, Nhưng mà mẹ lại cấm cái việc mà mình mua những cái phần của nó. Thành ra là mình mua trong lén lút với lại sợ. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại cấm cái gì con mua sách? Bởi vì con thấy cái việc đó rất là tốt. Con mở mang được tầm hiểu biết, con mở mang được kiến thức thì con học nó sẽ tiếp thu được bài nhiều hơn. Nhưng mà tại sao mẹ lại cấm cái việc đó? Tại vì mẹ thấy là giống như sách á, thì con với chị là mua rất là nhiều. Cho nên là thấy là cũng như cái gì cần thiết thì con hãy mua, còn không cần thiết thì đừng có mua. Tại vì do đó với con là sách không những là để đọc, để có thêm hiểu biết, mà để mình làm còn của mình có một thêm một cái bộ sưu tập riêng của mình nữa. Thì mẹ cấm việc đó thì con cảm thấy giống như là sở thích của con, một cái sở thích tốt nhưng mà lại bị cấm. Giống như sách cho con mua là khi nào hè, nghỉ hè đó thì thời gian rảnh thì con đọc sách, cái đó là mẹ không có cấm con. Nhưng mà cái trong thời gian học thì con phải học đi, chứ còn con tập trung con đọc truyện không thì đâu có được. Tại vì do là những lúc đó là con là đã học xong hết rồi thì con mới bắt đầu con đọc. Nhưng mà khổ, mỗi lần mà con học thì mẹ sẽ không bao giờ mẹ thấy. Mà cứ mỗi lần mà con vừa cầm quyển sách cái là mẹ lại thấy con đọc và mẹ lại nói là con không có học. Đúng rồi, bây giờ con phải gán làm sao á, là con phải sắp xếp giữa cái con học với con coi sách á, là nó phải sắp xếp đúng cái thời gian, chứ đừng có mà tụi con tập trung mà coi chuyện không á thì không được. Cấm con là như vậy thôi. Nhưng mà con thấy cái tủ sách của nhà mình thì rất là nhiều. Nhiều tới nỗi mà bây giờ cái tủ sách chứa không hết mà con phải thêm sang mấy cái tủ khác nữa. Thì cái gì con thấy con đọc được bổ ích thì con đọc. Còn như mấy cái chuyện thường thì thôi con đừng có học. Cái đó thôi. Dạ cảm ơn sự chia sẻ của cô. Và ở đây kia cũng muốn binh mẹ của em một chút xíu. Bé thích đọc sách là quá tốt đúng không ạ? Đó là một cái sở thích rất tốt. Nhưng mà cũng giống như tất cả những cái loại văn hóa phẩm khác, có rất là nhiều nội dung mà mình không biết là bé đang đọc cái gì. Mình nghĩ là cái bộ sưu tập của mình nghĩ là mình mua để cho kiến thức của mình. Nhưng mà ba mẹ còn phải lo, thứ nhất là gì? Tiền bạc. Thứ hai là không gian gia đình, nhà cửa chật chội. Bất kỳ cái gì cũng vậy, mình muốn cái gì á mà muốn thứ nhất là có sự hỗ trợ của mẹ nữa thì mình phải tạo lòng tin cho mẹ trước đã. Nếu mà có sự tin tưởng rồi chắc chắn mẹ sẽ luôn ủng hộ đúng không ạ? Cho chị hỏi thêm là ở dưới các bạn có ai thích đọc sách không? Wow, đồng minh khá nhiều nha. Cho nên bây giờ chị nảy ra một ý kiến như này. Khi mà những cái cuốn sách cũ á, em đã từng đọc rồi và đọc hết rồi, mà em muốn thay đổi thế này kia thì em hãy trao đổi với lại bạn bè. Ví dụ như là em có cuốn sách A thì bạn có B, thì nếu mà chưa đọc thì trao đổi như vậy thì nó sẽ tiện hơn. Thay vì mình đừng có lãng phí về cái vấn đề đó. Tại vì thật ra là mình vẫn còn ngồi ở ghế trường học mà, coi như là phải tranh thủ bạn bè này kia để giúp đỡ lẫn nhau. Thì chị thấy vậy là cái ý kiến và cũng như là cái kế hoạch nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho em. Em có đồng ý không? Ok. Bây giờ là giống như là trong trường mình á, mình sẽ mở ra cái hội là thích đọc sách đi. Xong rồi mình sẽ cùng nhau trao đổi, cùng nhau bảo vệ cái sở thích của mình. Rồi quý phụ huynh cũng sẽ thấy là các em đang hoạt động trong một cái câu lạc bộ yêu sách rất là hay, rất là thú vị. Thì lúc đó mình đâu có nỡ cấm nữa đâu phải không cô? Dạ. Hy vọng là mình có những cái hướng tốt nhất để phục vụ cho cái sở thích và cái đam mê của em. Đó. Rồi còn một lần nữa em có muốn nói gì với mẹ nữa không? Mẹ đã ok rồi đó. Mẹ ơi, bây giờ mẹ hứa với con rồi đúng không mẹ? Đúng rồi, hứa với con nhưng mà phải là mua sách, phải đúng sách cần thiết, bổ ích cho cái chuyện học tập của con thì mẹ không có cấm con cái gì hết. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều, cảm ơn em. Cảm ơn cô, cảm ơn em nha. Cảm ơn em nhiều. Cô đổi sách, đổi cho kêu bé nhé. Nhưng mà sẽ rất khó cho mấy em mà có sở thích, ví dụ như bé này mà thật sở thích sưu tập sách á, thì không thích ai phá sách mình hết. À, thấy không? Đưa cho người ta sợ hư sách. Nhưng mà chúng ta mở câu lạc bộ chúng ta phải có luật đàng hoàng, ví dụ như không điều kiện rõ ràng của tôi chẳng hạn.